Trận chung kết giải billiard Carrom 3 băng lần này, gặp nhau là hai tài năng của Việt Nam, Trần Quyết Chiến và Bao Phương Vinh, đã diễn ra vào lúc 20 giờ hôm 10 tháng 8. Dự kiến chức vô địch sẽ thuộc về Việt Nam. Lịch sử 95 năm của giải billiard vô địch thế giới nội dung Carrom 3 băng mới chỉ có 3 lần trận chung kết diễn ra nội bộ hai cơ thủ của một quốc gia, đó là Argentina năm 1938, Bỉ 2017 và lần này đến Việt Nam. Phương Vinh dẫn điểm đàn anh ở phần lớn thời lượng, với bước ngoặt là chuỗi 8 điểm để dẫn 29-22. Trong khi Quyết Chiến đánh mất cảm giác cơ và liên tục để hụt điểm thì Phương Vinh chơi ổn định hơn. Trong 12 lượt cuối, cơ thủ số 1 Việt Nam chỉ kiếm 4 điểm, trong khi đàn em giành 11 điểm. Chung cuộc Phương Vinh thắng Quyết Chiến 50-34 sau 33 lượt cơ. Trước đó ở vòng bán kết diễn ra vào chiều 10 tháng 9, cơ thủ Trần Quyết Chiến gây sốc khi đánh bại đương kim vô địch thế giới ở nội dung Carrom 3 băng người Thổ Nhĩ Kỳ, Tayfun Tademir với tỷ số xích sao 50-47. Quyết Chiến nhập cuộc khá tốt và nhanh chóng tạo ra khoảng cách điểm số trước Tayfun Tademir, có lúc cách biệt tới gần 20 điểm. Khi tỷ số đang là 47-35, cơ thủ số 1 Việt Nam bất ngờ đánh hỏng 6 trong 7 lượt cơ kế tiếp. Điểm duy nhất của Quyết Chiến trong chuỗi này được ghi khi đối thủ mắc lỗi giúp anh có quyền để pa. Cơ thủ người Thổ Nhĩ Kỳ sau đó dần rút tỷ số xuống 44-48, rồi 47-49 khiến Quyết Chiến tưởng như để thua ngược đối thủ. Tuy nhiên, chuỗi liên điểm của đương kim vô địch bị chặn lại với cú đánh chệch chỉ vài mm khiến anh phải ôm mặt tiếc nuối. Lần này Quyết Chiến không để lỡ thời cơ, đánh cú A băng ghi điểm quyết định và thắng sau 32 lượt cơ, rồi ăn mừng một cách cuồng nhiệt. Ở trận bán kết còn lại, tay cơ Bao Phương Vinh cũng chỉ thắng xích sao 50-48 trước thần đồng Hàn Quốc Lee Chong-bok.